rất muốn có cái hệ thống che giấu mình mộng L kỳ độ hàn thu chương một thật để cho người một lời khó nói hết. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ban đêm, 11 giờ 10 phút. Mây đen yểm nguyệt khiến cho bóng đêm u ám nữ hài tử trong phòng một mảnh đen kịt. Leng keng, kiểm trắc đến phù hợp yêu cầu túc chủ, bắt đầu khóa lại, khóa lại 10%. Bỗng nhiên, một cái điện tử âm xuất hiện tại nữ hài tử gian phòng bên trong, một điểm kỳ quái vầng sáng rất đột ngột hiển hiện, liền muốn hướng ngủ trên giường rất quen nữ hài trong đầu chui. Răng rác, đen kịt một màu bên trong, đột nhiên vươn một con nhân thủ, rất nhanh chóng, trực tiếp đem nữ hài trên đầu kỳ quái vầng sáng dập tát. Làm xong những thứ này, con kia nhân thủ lùi về, sau đó nhẹ nhàng đi hướng cổng thiên tuế mơ mơ màng màng mở mắt ra nàng cảm giác đầu óc của mình rất đau tựa như là nghe được rất kỳ quái điện từ âm bất quá lập tức lại không nàng thuận tay liền nhấn xuống đầu giường chốt mở đèn trong phòng lập tức sáng lên sau đó thiên tuế liền thấy chạy tới cổng thân ảnh một thân thẳng âu phục đeo một bộ hắc khung kính mắt gọng vàng khuôn mặt rất là tuấn lãng chỉ là có chút quá phận tái nhợt lúc này bị trên giường thiếu nữ phát hiện dư tẫn chỉ là đưa tay đẩy mình trên sống mũi kính mắt ánh mắt bình tĩnh đối với mình khuya khoát tiến vào nữ hài tử gian phòng hành vi không có nửa điểm xấu hổ trên giường nữ hài tử vươn tay ôm lấy gối đầu hơi hơi ngước khuôn mặt nhỏ tinh xảo khuôn mặt hơi có vẻ ngốc manh nàng dùng đẹp mắt mắt to nhìn xem dư tẫn nói ra đại thúc, người nếu là độc thân quá lâu, thật không nhịn được lời nói, người có thể cùng ta nói, dư tẫn lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Ta trước đó nhặt được một chương tấm thẻ nhỏ tới, phía trên có cái đại tỷ tỷ nhưng đẹp, một lần 300, bao đêm 800 u. Thiên tuế có chút say người, ké vào trên gối đầu, đơn thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy cười xấu xa. Dư tẫn thở ơ, sau đó làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nói ra lần sau tham gia họp lớp, không cho phép uống rượu. Còn có người đồng học kia trong nhà, về sau không cho phép lại đi, nói xong, dư tẫn liền đưa tay mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài. Két két, đóng cửa phòng lại, dư tẫn đi ra mấy bước, không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay đồ vật, đáy mắt hiện ra một vòng ý cười hắn tìm thứ này lâu như vậy đều không có gặp được, không nghĩ tới thứ này rất muốn có cái hệ thống che giấu mình mộng L kỳ độ hàn thu chương 2, tập thể dễ quên sự kiện. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, dư tẫn không có ý đi ngủ, nhưng hắn vẫn là ngủ thiếp đi, bởi vì lại không ngủ, hắn liền muốn nhịn không được động thủ hủy đi hệ thống năm năm qua mới tìm được như thế một cái hệ thống không thể hủy đi không thể hủy đi khi tìm thấy mới hệ thống trước tuyệt không thể rất muốn có cái hệ thống che giấu mình mộng l kỷ độ hàn thu chương 3, thần bí học nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com rất kỳ quái không hiểu thấu sự tình thiên tuế tay nâng cái cầm một bộ dáng vẻ trầm tư sau đó nghiêng khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc hỏi có cái rất đẹp trai nam sinh cùng tiểu bát biểu bạch có tính không? Tiểu bát là thiên tuế khuê mật hảo hữu nguyên danh phùng sở sở. Về phần tại sao bảo năng tiểu bát bởi vì phùng sở sở lớn lên giống cái tám. Thân cao 1m45, thể trọng 162 cân, trên dưới đều có chút mượt mà ngươi còn như vậy ta cảm giác các ngươi nhựa plastic khuê mật tình liền muốn đoạn mất đến lúc đó đừng trách người ta tiểu bát trọng sắc khinh hữu dư tẫn đồng dạng nghiêm túc nói hì hì nói đùa rồi thiên tuế trợn trắng mắt le lưỡi dư tẫn vừa lái xe vừa nói vậy ngươi mới vừa nói người đồng học đều quên sự tình là chuyện gì liền là trước kia ta cùng tiểu bát các nàng đi chơi địa phương nha đại thúc ngươi còn nhớ chứ a à, đi nguyên hồ trèo thuyền sao thế nào dư tận nói kia là đầu tuần mặt thiên tuế cùng các bằng hữu của nàng muốn đi trèo thuyền dư tẫn vì giảm bớt phiền toái không cần thiết liền cho các nàng bao xuống nguyên hồ một ngày để mấy người các nàng chơi đến vui vẻ lên chút. Nguyên Hồ chỉ là một cái nhỏ cảnh khu, nhân khí rất thứ, lúc trước năm lên ban ngành liên quan liền nói cái này cảnh khu muốn hủy rơi trùng kiến, đổi thành trên nước công viên. Bất quá nói hai năm đều không có động tĩnh. Về sau cảnh khu nhân viên công tác vì đề cao ích lợi, liền muốn một ý kiến, có thể đặt bao hết. Bất quá liền từ dư tận lâm thời khởi ý, đều có thể tùy tiện đặt bao hết một ngày đến xem, đây không thể nghi ngờ là một cái chủ ý ngu ngốc đại thúc ngươi nhớ kỹ ta liền biết không phải ta xuất hiện ảo giác. Hừ hừ, tiểu bát các nàng đều không nhớ rõ, còn nói là bởi vì ta biết phong ca mụ mụ là cái kia nguyên hồ phụ cận mở tiệm, mỗi tuần mặt phong ca đều muốn đi giúp mẹ của nàng trong tiệm. Tư xuân quá độ cho nên sinh ra động kinh, thiên tuế nhếch miệng, rất là bất mãn nói. Phong ca là ai, dư tẫn theo miệng hỏi. Từ lâm phong, lớp chúng ta ban trưởng, dáng dấp rất đẹp trai. Thiên Tuế cười hì hì nói, Dư Tẫn theo bản năng nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại lại nghĩ tới đến, Thiên Tuế mụ mụ từng dặn dò qua hắn, không thể để cho Thiên Tuế đang đi học trong lúc đó yêu đương, thế là tranh thủ thời gian nói ra. Không cho phép yêu đương, biết rồi, biết rồi, ta mới không thích Từ Lăng Phong đâu. Cũng liền tiểu bát đám người này chỉ biết là xem mặt quá nông cạn. Thiên Tuế nói lặng lẽ nhìn thoáng qua Dư Tẫn, chỉ bất quá Dư Tẫn mặt không biểu tình, nàng đành phải chậm rãi thu hồi ánh mắt. Học bá cùng học cặn bã là không có kết quả tốt, Dư Tẫn nói. Đại thúc Thiên Tuế khó thở, đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Đây là mẹ ngươi mẹ đã nói, Dư Tẫn nhìn nàng một cái, biểu thị mình không cõng nổi, hắn chỉ là trần thuật một lần vậy là ngươi làm sao cùng mẹ ta tiến tới cùng nhau thiên tuế mải nghiến răng liếc xéo lấy dư tẫn hỏi bởi vì mẹ ngươi kém chút cứu vớt thế giới dư tẫn nói đây là lời nói thật nếu không phải thiên tuế mụ mụ hắn khi đó động thủ trên thế giới này chỗ có sinh vật đều đã không có bao quát lúc này bên cạnh hắn thiên tuế thiên tuế lời nói này thiên tuế tự nhiên là không tin thế là thiên tuế tức thành tiểu hà đồn Thẳng đến xuống xe, thiên tuế đều không có tha thứ dư tẫn, từng bước một, cố ý dẫm đến rất dùng sức, đế dày đạp ở đất xi măng bên trên, lấy một bộ, ta là một cái trọng lượng cấp nhân vật, tư thái. Đi vào cửa trường, thẳng đến bị trong trường đứng gác học sinh ngăn lại. Tính danh, thiên tuế, thiên tuế lão lão thật thật nói. Lớp mấy lớp mấy, lớp 10-13 ban. Nhớ cho kỹ, đến trễ 5 phút, đi vào đi, dư tẫn khẽ lắc đầu, đem cửa sổ xe theo, một màn này mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy, hắn đều quen thuộc. Sau đó hắn xuống xe, cùng cửa trường học bảo an đăng ký một chút, đi vào. Đại thúc ngươi tiến tới làm cái gì? cảm giác người mỗi ngày đến trễ sớm tối muốn bị gọi ra trường cho nên ta sớm đến một chuyến thích ứng một chút dư tẫn mặt không biểu tình dùng rất nghiêm túc ngữ khí trịnh trọng việc nói thiên tuế một cước dẫm tại dư tẫn giày ra bên trên vừa đi vừa về đi lòng vòng sau đó rất vui vẻ chạy ra dư tẫn cúi đầu nhìn thoáng qua đứng không nhúc nhích chờ thiên tuế đi xa về sau hắn đột nhiên đi hướng một chỗ lầu dạy học chỗ kia lầu dạy học trên hành lang, đâm đầu đi tới một một nữ nhân rất đẹp, tóc đen áo choàng, mặc một thân cung trang váy dài, váy uốn lượn tại sau lưng, theo gió mà dương, phảng phất là đang quay hí. Và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy Tác bằng Window, Puppy Tác, Window, Puppy Giơ Tác, năm mươi 7254X. BGSSP 7254U URL, nhưng mà dạng này một người mặc ăn mặc nữ nhân xinh đẹp tại trường này bên trong, vô luận là lão sư còn học sinh, đều giống như không có nhìn không thấy nàng đồng dạng. Bao quát Đạp Dư Tẫn một cước bỏ chạy cái kia ngây thơ quỷ. Nhìn thấy Dư Tẫn đâm đầu đi tới, nữ nhân này không khỏi nhìn về phía Dư Tẫn, một đôi mắt hơi có chút không có hảo ý tại Dư Tẫn trên thân chuyển một lần. Cuối cùng dừng lại tại Dư Tẫn gương mặt tuấn tú bên trên lè lưỡi liếm liếm hỏa hồng bờ môi nữ nhân này nhưng lại giống như là thẹn thùng cúi đầu che miệng cười một tiếng sau đó nàng liền đứng tại chỗ bất động chờ lấy dư tẫn từ trong cơ thể nàng xuyên qua cứ việc không thể đụng vào dư tẫn nhưng chỉ là như vậy tiếp xúc cũng có thể làm nàng có một loại ngắn ngủi vui thích cảm giác Bất quá, để nàng không nghĩ tới chính là, dư tẫn trực tiếp ngừng ở trước mặt nàng không rất muốn có cái hệ thống che giấu mình mộng L kỳ độ hàn thu chương 4, thế giới tuyến trùng điệp. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tôn kính túc chủ ngươi muốn biết sao, sao? Sao, dư tẫn gật gật đầu, hắn xác thực đối với cái này thật tò mò từ khi ác mộng đại thế giới giáng lâm hỗn độn chi rắn xé rách chư thiên trật tự giao thế về sau làm bị thay thế phía kia hắn tốt xấu muốn ra thêm chút sức bởi vậy dư tẫn cũng coi là hủy đi không ít hệ thống thậm chí còn thuận tay bóp chết mấy cái hệ thống người chế tạo chính là sau đó vì để tránh cho phiền phức hắn không thể không trốn đi không phải vạn bất đắc dĩ còn không thể động thủ miễn cho bại lộ tự thân khí tức bị ác mộng đại thế giới phát hiện dù sao lực lượng của hắn hệ thống là bị thay thế phía kia cùng hiện tại chư thiên hệ thống sức mạnh hoàn toàn không hợp nhau rất dễ dàng liền bị ác mộng đại thế giới phát giác được hiện tại mặc dù có hệ thống nhưng cái này mỹ thiếu nữ dã ngoại thám hiểm trực tiếp hệ thống quá phế đi điểm che lấp trình độ có hạn cho nên dư tẫn vẫn là chỉ có thể là giảm ít động thủ số lần ta cũng không biết nữa ta vừa mở ra mắt thấy đến chính là túc chủ nha thăng mũ mũ thăng dư tẫn người không biết người vui vẻ như vậy phát biểu tình làm cái gì nghĩ nghĩ dư tẫn lại đem cái hệ thống này cho che giấu hắn đối hệ thống che đậy không chỉ có riêng chỉ là hắn nghe không được hệ thống thanh âm mà là hệ thống có khả năng nhìn thấy cũng đều bị hắn che giấu chỉ có hắn chỗ cho phép hệ thống mới có thể nhìn thấy vừa rồi nữ nhân này không là theo dõi thiên tuế dư tẫn phân tích hạ dựa theo cái này tự xưng thần bí người điều khiển nữ nhân nói tới theo dõi thiên tuế không thể nghi ngờ là cái kia gọi miêu phượng đến người dù sao thiên tuế không nhìn thấy nữ nhân này nếu như nữ nhân này theo dõi thiên tuế thiên tuế hoàn toàn là cảm giác không ra được mới đúng cái này cũng liền cho thấy miêu phượng đến cùng nữ nhân này không phải cùng một loại sinh vật hẳn là chỉ là một người Nghĩ đến đây, dư tẫn vuốt cầm, có chút kỳ quái. Làm sao cảm giác đột nhiên thế giới liền trở nên không đồng dạng. Ta cũng ở cái thế giới này đợi không ít năm, làm sao trước kia không có gặp được loại này cùng thần bí người điều khiển có liên quan sự tình, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch lúc trước một cái kia kiến trúc công trường đào ra cổ đại thôn xóm di chỉ tin tức phía trên nâng lên địa chỉ cách hắn rất xa không sai biệt lắm vượt qua nửa tấm bản đồ mà lần này chuyện phát sinh địa phương là tại nguyên hồ cái kia nhỏ cảnh khu cái này cùng hắn cách rất gần nghĩ đến loại chuyện như vậy xuất hiện cũng không phải phát thêm tính mà là phi thường hiếm thấy muốn nhiều năm mới sẽ phát sinh một lần nhưng không phải chỉ một người biết loại này thần bí sự tình bằng không cái kia gọi miêu phượng tới cũng sẽ không có cái thần bí học nhà nghiên cứu tên tuổi về phần thiên tuế thiên tuế có thể bị hệ thống chọn chúng nàng hẳn là cũng có chút không giống nhau lắm địa phương a khuya về nhà lại nhìn kỹ một chút nàng liền tốt dư tẫn khẽ gật đầu sau đó hắn liền tìm một chỗ trốn đi rất muốn có cái hệ thống che giấu mình mộng L kỳ độ hàn thu chương 5, nhựa plastic khuê mật. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Dư tẫn lại miêu phượng đến một vài vấn đề, đem miêu phượng đến biết đến cho hết hỏi lên, vốn cho rằng như loại này lực lượng thần bí sự kiện sẽ có tương ứng tổ chức tiến hành quản lý cái gì nhưng mà lại từ miêu phượng đến cái kia biết được hắn cho tới bây giờ chỉ phát hiện năm người có thể không bị sự kiện thần bí ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng nhỏ bé một cái là đạo sư của ta hắn là vài thập niên trước mất tích bí ẩn không biết tung tích hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng chỉ để lại một chút tư liệu, những cái kia ghi chép tư liệu trang giấy rất đặc thù, đem sự kiện thần bí viết tại cái khác trên giấy cũng sẽ biến mất, nhưng viết tại những cái kia trên giấy lại sẽ không. Thứ hai là ta từ một cái thần bí sinh vật miệng bên trong biết được tin tức kia là ta cùng hắn trao đổi đạt được. Chỉ bất quá về phần là ai, ta một mực không có có thể nghe ngóng đến, người kia sau đó không có giống Thiên Tuế tiểu thư đồng dạng lên mạng điều tra, cùng tìm người hỏi thăm nhưng này cái thần bí sinh vật cũng không mảnh lừa gạt ta, còn lại ba cái, chính là thiên tuế tiểu thư, dư tẫn tiên sinh ngươi, còn có chính mình. Gia cảnh của ta còn tốt, mặc dù chỉ là một cái con riêng, nhưng cũng không thiếu thu nhập nơi phát ra, bởi vậy có thể cả ngày nghiên cứu những thứ này, cho nên ta cho mình lấy một cái xưng hô. Thần bí học nhà nghiên cứu, thuận tiện cùng thần bí sinh vật câu thông bởi vì những thứ này thần bí sinh vật tựa hồ cũng rất thích thần bí cái từ này. Miêu Phượng đến lời nhắn nhủ rất triệt để, ngay cả Dư Tẫn không hỏi, đều chủ động nói. Dư Tẫn gật gật đầu, sau đó giết Miêu Phượng tới. Ngay cả người mang xe trong nháy mắt hóa thành hư không. Hư không tiêu thất, người không có gì muốn nói sao? Cùng Miêu Phượng đến nói chuyện trời đất thời điểm, ngoại trừ cuối cùng hắn động thủ giết Miêu Phượng đến, cùng hủy thi diệt tích một màn, còn lại đều để hệ thống thấy được. Díu Dít anh, thế giới này như thế còn đáng sợ như thế một mặt gạch dưới, người không biết. Dư Tẫn có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cái này mỹ thiếu nữ dã ngoại thám hiểm trực tiếp hệ thống biết tới, nếu không, vì cái gì ghi rõ mỹ thiếu nữ, lại là cái dã ngoại thám hiểm trực tiếp hệ thống? dã ngoại thám hiểm, đừng nói Mỹ thiếu nữ đi trực tiếp, loại này dẫn chương trình, đều rất ít là nữ. Dù sao nếu như không phải tự biên tự diễn, rời nhà không đến 50 mét mà là chân thật dã ngoại thám hiểm lời nói, trong đó là ẩn tàng rất nhiều nguy hiểm. Ở cái thế giới này sinh sống hơn 5 năm, dư tận đối với nhân loại sinh hoạt đã hết sức quen thuộc, không giống như là vừa mới bắt đầu giáng lâm thời điểm. Hắn ngay cả tiền cũng không biết là cái quái gì tới ta thật không biết, hình ảnh nhu thuận trung thực đặc biệt có thể ăn. Dây PG, vậy ngươi biết cái gì? Túc chủ ngươi hôm nay cách ăn mặc thật là đẹp trai. Dù ba, dù thổ lộ túc chủ a à a à cộc, dư tẫn trầm mặc một lát, quả quyết cho hệ thống cho che giấu. Sau đó thuận tay xâm lấn hệ thống nhìn xem phát hiện hệ thống bên trong công năng vẫn là chỉ có một cái, nhiệm vụ, cái này đã nói lên miêu phượng đến vẫn như cũ là một người bình thường, giết chết hắn thu hoạch không đến hệ thống cần năng lượng. Mà lúc này, hắn phát hiện cái này, nhiệm vụ công năng lóe lên một cái. Sau đó hắn liền nhận được một cái tin nhắn ngắn thông chi. Lấy điện thoại di động ra xem xét là một đầu vừa lấy được 10 vạn nguyên chuyển khoản tin tức thông chi mà ngay sau đó, đầu này tin tức thông chi lại là trực tiếp biến mất. Bất quá cái kia 10 vạn nguyên số dư còn lại tốc độ tăng, lại là vẫn còn ở đó. Dư tẫn nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đến bây giờ, đã qua 6 giờ. Dư tẫn liền gọi một cú điện thoại cho ngân hàng, hỏi một chút tài khoản của hắn có cái gì dị thường tôn kính dư tiên sinh ngài tốt trải qua chúng ta cẩn thận kiểm tra, chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, ngân hàng bên kia nhân viên công tác ngữ khí nhu hòa vô cùng nói. Ta đã biết, tạ ơn. Nói một tiếng cảm ơn, dư tẫn cúp điện thoại. Và URL bằng Window. Location. Herb, Window. Puppy giới tác bằng Window. Puppy giới tác. Window. Puppy giới tác. Push. Zonet. 7254. X. BGSSP 7254U, URL, hắn bắt được cái hệ thống này không thể nghi ngờ rất phế, thậm chí hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem cái hệ thống này cho hủy diệt. Nhưng mà, hệ thống này thủ đoạn lại là dư tẫn chỗ không thể nào hiểu được, cũng vô pháp nắm giữ. Tùy tiện cho hắn chuyển khoản 10 vạn nguyên, sau đó tiêu trừ tất cả vết tích để hắn đạt được 10 vạn nguyên, nhìn vô cùng bình thường, tựa như là trước kia liền có siêu cấp gấp bội thầm thì trong miệng một tiếng dư tẫn trực tiếp đi hướng siêu thị còn có hai ngày chính là thế giới tuyến trùng điệp đến lúc đó có thời gian có thể đi nhìn xem bất quá bây giờ đi trước mua dê sắp xếp chuẩn bị ăn cơm tại dư tẫn trong mắt không có cái gì là so ăn thịt càng quan trọng hơn dư tẫn mua nhất đại khối dê sắp xếp, cầm lại nhà trước đun nhừ, sau đó lấy ra dê sắp xếp, giải lên muối tiêu các loại gia vị, cuối cùng để vào lò nướng, nướng bên trên 10 phút, để gia vị ngon miệng. Các loại dư tẫn bận rộn tốt, chuông điện thoại di động liền vang lên, là thiên tuế đánh tới. Đại thúc, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Mềm nhũn độc hữu thiếu nữ thanh âm từ trong điện thoại di động vang lên dư tẫn cẩn thận nghĩ nghĩ mới phát hiện mình vào xem lấy làm ăn đem còn muốn tiếp thiên tuế trở về chuyện này đem quên đi bắt tới hệ thống quá phế hoàn toàn không phát huy được tác dụng cho nên hắn cùng thiên tuế mụ mụ giao dịch còn đang tiếp tục nghĩ đến nơi này dư tẫn liền trực tiếp đi ra ngoài lái xe tới đến cửa trường học vừa hay nhìn thấy có cái nam học sinh đứng tại thiên tuế trước mặt nói gì đó thế là dư tẫn đưa tay nhấn cái loa một cái đại thúc thiên tuế ngạc nhiên kêu một tiếng sau đó cùng người nam kia học sinh phất phất tay liền khuôn mặt nhỏ cười mỉm chạy tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế dư tẫn nhìn thoáng qua gặp nàng không có đi mang dây an toàn liền nghiêng người sang duỗi ra một cái tay có chút cúi đầu đi cho nàng đem dây an toàn mang tốt Dư tẫn đang muốn ngẩng đầu, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, thiên tuế đầu chẳng biết lúc nào hướng phía trước duỗi một chút, chóp mũi của nàng đều đã chạm đến dư tẫn trên lỗ tai. Dư tẫn về sau dịch chuyển khỏi một điểm, mặt không biểu tình, phản ứng gì đều không có, phối hợp lái xe. Thiên tuế gương mặt lập tức nổi lên màu hồng đáo, giống như choáng nhiễm mở dáng chiều. Thế nào, dư tẫn cảm thấy kỳ quái, liền hỏi không có gì thiên tuế tế thanh tế khí thuận miệng lên tiếng yếu ớt mũi vo ve bất quá dư tẫn vẫn là nghe rõ ràng thế là hắn nói ra ta nướng dê sắp xếp hắn đây là tại nói với thiên tuế một chút bữa ăn tối hôm nay cái gì nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung